để chơi lấy sử dụng cái cọ để mình chà acetone nữa ha các anh chị ha. Mình không cần phải bóp. Khi làm gel á, mình hạn chế làm acetone. À, mình hạn chế dũa chừng nào tốt chừng đó ha. Mình chỉ cần chà cho nó rít như thế này thôi các anh chị. Đó, khi mình sơn là nó sẽ bám rất là chắc, làm cho cái mặt móng nó sần. Đó, sần như thế này thôi ha. Phủi cái bụi dưới ra, phủi chút xíu, như cái cọ mình nó khô mình phủi thì nó không có bị trắng ở dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn lên luôn các anh chị, nhanh gọn lẹ, gắn cái móng rất là nhanh. Mặc dù là cái ngón cái rất là bự nhưng mình vẫn khắc phục được cái đó ha. Sử dụng cái lon square nha các anh chị. Như mình sơn lên ha. Sơn lớp đầu tiên trước. Lúc nào mình cũng đẩy lên chỗ cuticle cho nó sát, cách một cọng tóc, rồi sơn ở giữa trước. Bắt đầu mình mới chay cái nước sơn ra hai bên. Như vậy thì hai bên nó sẽ không có bị dày, nó không có bị đùng ha các anh chị ha. Mình sơn cho nó nhanh. Mình sơn mình vuốt thẳng cái cọ ra. Ngay khi ở đây là mình đứng nè. Đó, mình vuốt thẳng ra là mình sẽ cho cọ nằm xuống. Mình sẽ quạt qua hai bên hông. Bên này cũng vậy. Rồi, con kế tiếp. Các anh chị thấy cái màu này nó ngọt, nó đẹp không các anh chị? Tự nhiên mình lựa cái màu này xong, cái bà khách nói trời ơi, tôi thích màu xanh. Không biết là cái này có thật sự hay không, hay là tại vì đây là người khách lần đầu tiên tới, cho nên mình không biết bà nói thiệt hay là nói chơi. Nhưng các anh chị biết là nhiều khi mình làm á, khách Mỹ họ họ nice, họ nói chuyện vậy thôi chứ mà ai biết họ nghĩ gì trong đó. Đại khái mình làm, cố gắng mình làm hoàn chỉnh, mình làm hoàn thiện cái công việc của mình thì không có khách nào mà họ complain được hết. Cái đó là quan trọng, làm xong họ trả tiền, họ yêu thích móng tay họ, họ trả tiền là được. Okay, in the light for me please. Let me see the other hand. Ok, đưa lại trong khi chờ đợi thì cho các anh chị coi cái medium coffin ở trên tay của người khách này. Đó là cái mẫu design rất là dễ thương ha các anh chị ha. Đó, làm mình làm sao ha, khi mình sơn á nó sát rạc như này các anh chị. Đó, cách một cọng tóc ra, coi như là nhìn sơn nó không có bị cái gờ á. Nó không có bị cái gờ giống như là không phải là móng thiệt mọc ra. Thì mình làm ăn thua cái chỗ cuticle nó tròn, nó đẹp như vậy là mình ăn tiền rồi đó các anh chị. Okay, see you later. Đó, mình sơn thêm lớp thứ hai ha. Cái màu này đẹp quá các anh chị. Các anh chị có thích cái màu này không? Rồi, mình sơn xong cái này là mình gắn cái băng keo vô trong cái đầu ngón tay. Hôm qua có mấy anh chị gọi vô công ty hỏi cái băng keo sử dụng là cái gì? Nói trời đất ơi, mua đại một đồng cái cuộn băng keo đó các anh chị. Băng keo bình thường, dán bình thường thôi, để cho mình dán ngay cái đầu móng để khi mình xịt hai bên nó không có bị dính cái airbrush vô. Thì khi mình nó không dính như vậy, mình không có cần phải chùi rửa xa, mất thời gian, mình chỉ lột mấy băng keo mình dục là xong, sạch sẽ liền các anh chị. Tẩy sát cho nó tròn cuticle ha. Rồi xong mình mới đánh võng qua hai bên. Rồi mình sơn thêm ngón cuối cùng nè, đẩy lên trên phần cuticle cho nó tròn, vuốt thẳng ra. Rồi đưa vô đèn hơ 30 giây các anh chị nhớ lấy. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái airbrush đây. Cái airbrush này có sẵn ha. Hồi nãy là còn chút xíu. Bây giờ mình sẽ mix nó lên. Bây giờ chơi sẽ bỏ thêm vô ha. Bây giờ chơi sẽ bỏ 3 giọt. Thôi bây giờ 2 giọt trắng này thôi.
hai giọt trắng này và 6 giọt tinh nè. 1 2. Ok. Rồi. Và bây giờ bỏ thêm gấp 2 lần gấp 3 ra. Bây giờ chị sẽ bỏ 6 giọt tinh nè vô. Rồi. Bỏ gấp 3 lần ha, để cho cái màu trắng nó thật là lợt và mịn, để khi mà mình xịt cái đó nó sẽ không có bị hột hột nhiều hết các anh chị. Giờ chị sẽ sử dụng cái băng keo. Cái miếng băng keo này đây, mua đại chợ đồng hay gì cũng có nè các anh chị. Nó gọi là cái gì, tiếng Việt hay miền Nam còn gọi là rẻ thúi đấy các anh chị. Đó, bây giờ mình cắt ra thôi, mình cắt từng miếng nhỏ ra ha. À, cũng dài dài vừa vừa để băng từ bên khóe bên đây qua tới khóe bên kia. À, ngón cái thì mình cho nó bự bự chút xíu tại vì nó chà bá. Rồi, dán lên trên bàn trở lại. Đây mình sẽ dán ngón út trước ha. Mình sẽ đưa cái bên đây nè, sát vô bên đây. Mình sẽ đưa từ bên đây, mình giặt qua bên đây, mình giặt qua bên đây. Đó, mình bóp hai đứa này lại. Kế tiếp nè, dễ ẹt. Làm cái bước này hả, có nhiều chừng lấy chừng phút của mấy anh chị, mà các anh chị phải đỡ cái vấn đề lao chùi dữ lắm. Chia hai bên ha các anh chị ha. Rồi tiếp tục ngón này đó. Bây giờ chị không có thấy được câu hỏi các anh chị ha, nhưng mà lát nữa chị sẽ quay trở lại và trả lời cái like, cho comment trên like cho các anh chị. Một cái nè, chụp hai bên. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ chơi airbrush lên ha. Đây, bật cái máy lên, sau đó mình sẽ bịt cái đầu của cái airbrush. Và mình sẽ bấm nhẹ để cho nó trộn lên nha. Mình đếm tới 10 là ok, cho nó trộn đều. Để khi mình xịt ra nó không có bị hộp hả các anh chị ha. Rồi ok, thì mình sẽ làm ngón cái trước cho các anh chị xem nha. Để cái miếng ở dưới để cho nó không có xịt lên da của người ta thôi. Bây giờ mình sẽ xịt thử đó như vậy nè. Khi mà nó mịn như vậy là mình biết là ok, ngon rồi đó. Đó, mình sẽ đưa lên. Mình sẽ xoáy vòng các anh chị. Từ giữa đi ra tới ngoài từ từ cho nó lan ra. Đó, nó lan như thế này ha. Rất là đẹp, muốn đậm hơn nữa thì mình có thể làm đậm hơn được. Nó bị hộp thì mình trộn lên chút xíu nữa. Tại vì mình trộn, mình bỏ liquid cái thinner vô mà gấp 3 là good rồi đó. Đó, bây giờ nó đỡ hơn, nó mịn màng hơn, cho nó lật lật ở ngoài ha. Rồi là xong một ngón, mình qua tới ngón kế tiếp. Một ngón mình xịt nè, chưa tới 10 giây các anh chị. Xịt ở giữa ha, từ từ xấy xấy đi ra ngoài ha. Rồi kế tiếp, xịt tiếp ở giữa, xong rồi xấy xấy đi ra ngoài. Cái kỹ thuật này nó rất là dễ dễ làm, tạo ra thay vì các anh chị lấy cái cục bông á mà làm á, thì cái này nó dễ dễ vậy lắm. Thịt nó lan ra ngoài ha, như là một cái lỗ đen vũ trụ trong không gian. Nó giữa hai giọt á, mình thịt nữa nó còn nhiều khi nó còn dư nữa các anh chị. Nó xài được ít, nó dư cái đống ra làng trong đây nè. Lần sau có gì thì giữ một giọt và ba cái giọt này thôi. Ok, để khỏi có bị uổng phí. Rồi bây giờ mình lột cái băng keo ra nè mấy anh chị. Đó, rất là tiện lợi ha. Nó không có bị dính một miếng trên da luôn. Đây, đó, dính ở trên này hết trơn nè các anh chị thấy không. Rồi có dấu vân tay để mình làm cái này, mình làm nhà điều tra được các anh chị. Đó, mình sử dụng cái này để mình lấy cái dấu vân tay của người ta nè. Khủng khiếp chưa? Bởi vậy chắc là bên mình phải liên lạc với bên FBI để mà mình cho thêm cái dịch vụ này quá. Ok, giờ mình đưa vô trong đèn mình hơi ha. Cái này lấy xong các anh chị biết làm gì không? Hơi xong rồi bỏ thấp code rồi lụm lúa rồi đó các anh chị. Ta nói nó đơn giản dễ sợ. Đó, rồi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi nha. Bây giờ là chơi sẽ offline, mình đi làm cái chuyện khác, đưa một cái tin tốt trong cái TRX cho các anh chị. Nhớ các anh chị nào mà ở Jacksonville, Florida, cuối tuần này, chủ nhật ha, từ 9 giờ tới 7 giờ có demo show.
là có luôn nhé. Anh chị muốn đăng ký lớp học free để mà cách làm móng tháp, móng Tiara X với lại Zen Builder Gel thì đăng ký nha các anh chị. Rồi, chúc các anh chị một ngày thật là vui vẻ. Xin chào tạm biệt.